Sau đây là kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 15 tháng 8 năm 2024. Giải 8 trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 80. Giải 7 trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 379. Giải 6 trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 1960, 8963, 8358. Giải 5 trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 5402. Giải 4 trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 30592, 55683, 77892, 92508, 93130, 25517, 76672. Giải 3 trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 74946, 41296. Giải nhì trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 75993. Giải nhất trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 70721. Giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 298865. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 298865.